Hiện nay Việt Nam đang dành nhiều ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo thông qua việc ban hành chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, đặt ra mục tiêu cụ thể đối với từng loại hình năng lượng tái tạo trong quy hoạch phát triển điện 7 sửa đổi. Ban hành nhiều cơ chế khuyến khích phát triển từng loại hình, đó là những thông tin chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh tại buổi tiếp và làm việc với ông Usmanen Dionen, giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam về phát triển năng lượng tái tạo. Tại buổi làm việc, ông Osmane Dione cho biết World Bank đang nỗ lực nghiên cứu tìm cách thu hút chuyên gia quốc tế và vốn tư nhân vào thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam. Để tránh việc Việt Nam phải chi trả quá nhiều cho các nguồn năng lượng tái tạo, World Bank đề xuất các khuôn khổ pháp lý, quy định về năng lượng tái tạo cần được cải thiện, trước hết từ các quy định hiện hành về giá. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự hỗ trợ của World Bank đối với dự án phát triển năng lượng tái tạo AEDP, trong giai đoạn 1 áp dụng cho các dự án thủy điện nhỏ, đồng thời nhấn mạnh sự tham gia của AEDP giai đoạn 2 là rất cần thiết, là chất xúc tác giúp các ngân hàng thương mại trong nước, các chủ đầu tư điện gió, mặt trời, sinh khối phát triển dự án, đáp ứng các điều kiện môi trường. Bộ trưởng cũng đề nghị phía World Bank tích cực phối hợp với các bên liên quan, hỗ trợ dự án IDP giai đoạn 2 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai.